Hello, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với Gà Công Nghiệp TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Dragon Adventure nha. Thì cũng khá là lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta vào để review tựa game này. Nhiều bạn cũng đã nói với mình trong rất nhiều comment của những video mình up lên trên YouTube cũng như là trong những cái livestream là bây giờ tựa game Dragon Adventure nó đã thay đổi cực kỳ nhiều. Giao diện cũng thay đổi, nội dung cũng có nhiều cái mới và anh hãy vào quay lại review đi. Ok, hôm nay chính là video đó, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Dragon Adventure để xem là sau vài tháng nó đã có gì thay đổi nha. Thì mình thấy đầu tiên là những cái giao diện nó đã thay đổi nè các bạn, đồ họa có vẻ đẹp hơn, có vẻ mượt hơn. Rồi, thì hiện tại phiên bản mới nhất của nó tên là Boss Mob. Thì theo mình coi trước trên YouTube á, thì đây á, là phiên bản mỗi vùng đất mà chúng ta có thể khám phá, nó sẽ cho chúng ta spawn ra một con boss. Và khi các bạn diệt con boss này, nó sẽ cho các bạn những cái phần thưởng gì đó. Và thứ hai là chức năng bonding. Bonding này nó giống như là trong tựa game Beast Swarm các bạn. Có thể đó là một cái chức năng giúp cho bạn có thể tăng sức mạnh cho những con rồng của mình. Thì chúng ta sẽ tóm lại về tựa game Dragon Adventure nha. Đây là một tựa game các bạn sẽ đi thu nhặt những cái tài nguyên, các bạn bán kiếm tiền, tạo cho mình một cái nông trại để trồng trọt, chăn nuôi gì đó cũng để kiếm tiền. Rồi sau đó các bạn đi qua những cái thế giới, những cái vùng đất khác nhau trong tựa game này, tìm những cái trứng đó sẽ up ra, quay trở về cái căn cứ các bạn ha, up ra những con rồng. Và những con rồng đó nó sẽ có những cái hệ khác nhau và các bạn có thể like những cái hệ đó để tạo ra những cái gen, những cái hệ rồng mới. Thì cho bạn nào chưa biết nữa, trong cái tựa game này các bạn có thể search ở trên Google. Có thể là mình sẽ để cái link của cái wiki nha, nó có một cái wiki. Nó sẽ tương đương, cũng giống giống như tựa game Beast Swarm á. Tại vì trong tựa game này có rất nhiều kiến thức mà chúng ta cần phải biết nếu các bạn muốn tiếp cận chơi tựa game này một cách thú vị. Thì đây nè các bạn, nó cho chúng ta một cái bảng nguyên tố ha, Element in game nè. Thì có những cái hệ rồng như hệ Demon nè. Thì các bạn sẽ kết hợp giữa một con rồng hệ Trác và một con rồng hệ Lava, thì nó sẽ ra được một con rồng hệ Demon. Có tỷ lệ nha, nhiều khi nó cũng không ra đâu, đây chỉ là công thức thôi. Và tỷ lệ nó chỉ khoảng tầm vài chục phần trăm. Hiện tại mình thấy nè, nó có quá trời hệ rồng luôn. Bên cạnh những hệ rồng mà chúng ta có ở dạng bình thường Element in game, thì nó sẽ có những cái Event Element, tức là những cái hệ rồng theo sự kiện. Không biết bây giờ còn kiếm được không ta, chắc là hết rồi. Đây, sự kiện Winter 2019, chúng ta có một con rồng hệ Frostbite, rồi một con rồng hệ Aurora, Borealis gì đó các kiểu, Sakura v.v. Cái mutation này mới nè, tức là đột biến các bạn. Nó ghi là possible mutation, có thể là những cái mutation dạng đột biến của nó sẽ thay đổi màu sắc, thay đổi hình dáng hay là kích thước của những cái bộ phận của con rồng. Có thể là như vậy. Đây, rất nhiều thông tin luôn. Cũng đã lâu rồi, vài tháng rồi mình không quay lại tựa game này cho nên chắc là cần thời gian để tìm hiểu ha. Trong video này mình chỉ review sơ sơ lại những cái thay đổi mà mình nhận ra được khi quay trở lại tựa game này thôi. Ok, chúng ta đã có mặt ở trong game đây. Yay, đây là căn cứ của mình nha các bạn. Mình không ngờ là căn cứ của mình nó lại đẹp như vậy. Interact cái gì đây? Mình có kim cương nè. Bây giờ khi bạn bấm vô thì nó sẽ hiện rất nhiều thao tác luôn. Bạn có thể di chuyển, edit, remove. Bạn có muốn mua cái sản phẩm này không? 25 Robux. À, tại vì cái này còn 1 tiếng 40 phút nữa nó mới phát triển nè. Ở đây mình có những củ cải đó bạn. Thác ha. Nó đa dạng hơn nhưng mà nó sẽ làm chậm nhịp độ hơn. Chúng ta phải click vô, phải thác cái gọi là, phải thác cái nguyên liệu, thác cái lương thực đó. Ok, đây là những cái cây táo nha. Những cái này nó sẽ giúp cho con rồng các bạn nó đỡ đói, cho rồng ăn mà. Những con rồng của mình hiện tại thì chúng ta có 13 con rồng. Hey, long time no see các bạn. Mình có con rồng Sunny nè. Thì đây chúng ta có thêm một chức năng mới ra ha, là Bone. Có thể cái Bone này nó sẽ làm cho con rồng các bạn nó bay nhanh hơn thì sao. Độ đói nó là 82/100 ha. Con này vẫn còn rất là no các bạn. Tuổi nó cũng khá là già nè. Máu là 350. Cái mút là cái gì chưa biết luôn. Con này quá trẻ, too young. Thì chỉ những con rồng trưởng thành các bạn mới có thể breed, tức là các bạn có thể like những con rồng với nhau, hoặc là các bạn có thể bay ha. Chỉ những con rồng có cánh các bạn mới bay được nha. Sorry ngươi, chui vô lại đi, unequip. Đây là Mr. Dark các bạn. Mình có hai con Mr. Dark và con Mr. Light luôn nha, thì là giả mang mà. Mr. Dark need to be reviewed. Nó chết rồi. No, nó chết rồi. Fit. Để review một con á, tức là các bạn để hồi sinh một con thì các bạn cần phải cho nó cái review crystal nè. Tăng tăng tăng. Rồi, hồi sinh chưa? Máu đã đầy ha, 120 máu nè. Equip. Click vô một cái thì mình sẽ có fit. Right. Đó, lên nào. Nhấn quy để bay. Pam run 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 run. Bay lên nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào. Nào, nhảy cùng zin zin. Holy.
Thì đây là vùng đất đầu tiên nha, đây là cái lobby, trong đây nó sẽ không có gì cả. Trong cái vùng đất lobby này nó chỉ là một cái sảnh chờ thôi. Và các bạn có thể xây dựng căn cứ của mình, spawn căn cứ của mình ra. Thì đây các bạn đi tới khu vực giữa bản đồ nè, thì nó sẽ có một cái nơi để cho chúng ta có thể teleport vào những vùng đất. Hiện tại trong tựa game này thì có grassland là vùng đất cỏ đúng không? Độ loot nữa bạn, loot tức là cái khả năng các bạn kiếm được những cái tài nguyên để đem về bán hay là đem về cho những con rồng mình ăn, nó sẽ nhiều ít. 1 sao, jungle là này cũ ha, 3 sao, volcano là 4 sao, tundra là 3 sao, ocean là mới ra nè, ocean mình chưa mua được ha, 45.000 tiền. Lâu quá không chơi, bây giờ mình còn có 926 tiền thôi. Tiền trong tựa game này không biết bây giờ nó kiếm có dễ hay không, chứ hồi trước nó kiếm khá là lâu nha. Bạn nào chơi tựa game này lâu rồi á, từ lúc mình không còn quay nữa thì các bạn hãy comment bên dưới những cách nào để chúng ta có thể kiếm được tiền nhanh trong tựa game này nha. Thank you so much. Có thể là khi mình đọc những comment đó xong thì mình sẽ có hứng để quay trở lại cái tựa game này. Vùng đất tiếp theo nữa là Desert, 75.000 tiền. Rồi Fantasy, đây là vùng đất mới nha. Vùng đất Wasteland là vùng đất chất thải. Vùng đất này phải không yêu cầu tiền, nhưng mà các bạn phải đạt cấp 35 để có thể truy cập qua. Ghê vậy ta. Cái này là cái gì vậy? Ledger gì đó. Không biết mình có thể teleport qua Fantasy không ta? Thử coi. Oh, được nè. Như vậy vùng đất Fantasy này nó chỉ là một cái nơi để cho các bạn làm gì đó. Đẹp ha. Tính ra tựa game này là một trong những tựa game về thể loại nuôi rồng, có đồ họa, nó chân thực và rất là đẹp. Nó giống như là một cái hội nghị bàn tròn, các bạn có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu trắng, màu lam ha, màu hồng phấn, màu xanh dương. Không biết luôn. Cái này chắc là một cái đền thờ cái gì đó rồi. Nghi lễ tế thần sao? Bên đây có cái boost nữa bạn. Trong đây bây giờ chúng ta có boost là có thể kiếm được nhiều tài nguyên hơn gấp đôi, một tiếng là 60 Robux, cũng hợp lý ha. Và các bạn có thể kiếm được nhiều cái crop hơn, tức là những cái lương thực mà các bạn trồng sẽ được gấp đôi, 100 Robux trong một tiếng. Cái này có thể giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nè. Những cái resources này ha, những cái tài nguyên thì giúp các bạn có thể bán ra kiếm tiền. Bây giờ ở đây có một cái nút menu nè các bạn, nó sẽ tổng hợp lại tất cả những cái gì mà trong tựa game này có luôn, có reward nè. Đăng nhập mỗi ngày sẽ có phần thưởng ha. Rồi ngoài ra mình có Worlds. À đây, chúng ta có một cái nút teleport các bạn. Thì hiện tại nha, hai vùng đất này mình chưa có vô được, tại vì nó là 75.000 tiền và 45.000 tiền. À và chúng ta sẽ tới với lại cái cập nhật tên là Boss Map. Tức là theo mình đọc và theo mình xem trên YouTube thì mỗi vùng đất nó sẽ có hai vị trí ngẫu nhiên xuất hiện những con boss, và các bạn sẽ tiêu diệt những con boss đó sẽ kiếm được những cái món đồ gì đó bla bla bla, giúp ích cho bạn có thể phát triển con rồng của mình lên. Như vậy là cái bon này mình không thể kiếm sao? Tức là ý mình nói là chúng ta cứ 12 tiếng mình vô mình bon cho nó như vậy thì nó sẽ cộng cho mình một cái chỉ số, cái là 8/200 nè, tấn công nè. Em mới tìm được anh rồi, ok hello em. Rồi mất tiêu luôn, vừa mới chào một cái mất tiêu luôn, khó hiểu thiệt. Rồi mình sẽ qua khu vực mới nhất mà mình có thể qua được, đó là Tundra. Tăng 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 tăng, hiệu ứng teleport cũng khá là ok nè. À hình như có code đúng không, mình sẽ tìm kiếm. Ở đây mình có setting nè. Tựa game này bây giờ chúng ta có thể trading trứng, trading nguyên liệu thì phải. Nhưng mà trading rồng thì mình không biết là trading được hay chưa. Code nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới với những cái code mình thu nhặt được ở trên YouTube. Đầu tiên mình có code là bon B số 0 nha bạn, ND submit. Nó cho bạn một color shuffle potion, một cái bình đổi màu hợp lý. Code thứ hai là Bad Dragon Forever. Đây là những cái code mà mình thấy cái người cung cấp họ nói là những code này còn sử dụng được thời điểm mình quay video game nha. Submit. Nó cho mình một cái trứng The Ocean Egg nữa các bạn, hợp lý vậy ba. Rồi code thứ ba chúng ta có là Boss Hunter. Chúng ta được 1000 khôi, oh yeah, 1000 khôi các bạn. Code thứ tư chúng ta sẽ có là Present Rain, món quà cơn mưa ha, cho chúng ta là 500 trái táo. Đây là vùng đất Tundra nha. Trong vùng đất này nó sẽ cho chúng ta những cái trứng của những con rồng băng thì vậy. Có thể mình sẽ kiếm được con boss thì sao? Lưu ý nha các bạn, theo một thông tin không chính thức nhưng mà nó khá là có độ uy tín, thì trong mỗi bản đồ như thế này nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên hai vị trí bất kỳ một con boss với số máu lên tới 50.000 thì phải. Và các bạn sẽ tiêu diệt con boss đó nếu các bạn có thể. Mấy con này nó tấn công con rồng của mình còn có 20 máu thôi. No, Mr. Dark của ta, ta sẽ cho ngươi gọi là fit, không phải fit, mình sẽ khôi phục máu cho nó ha. Crystal review các kiểu nè. Đó, mình vừa định nói là cái bạn nữ này có một con rồng khá là bự, bự chập bá luôn. Các bạn có thấy cái đoạn hồi nãy không? Một con rồng chập bá lửa luôn. Hồi nãy nè, cái code kia cho mình một cái code là Color Shuffle Potion, một cái code để cho các bạn có một cái bình thần dược để đổi màu con rồng các bạn. Bấm E rồi, sao nữa? Fit à?
Được các bạn ơi. Các bạn feed cho nó, tức là bạn cho nó uống cái bình thần dược đó ha, bình thần dược đổi màu ha. Và chúng ta Holy moly. Tính ra là cái màu cũ nó đẹp hơn các bạn. Cái màu cũ thì nó có tới 3 4 màu ha. Cái màu mới này nó chỉ có hai màu thôi, là màu cam nè, màu cam khè lửa nè, với là màu nâu, cánh màu nâu. Nó cũng được đi. Nhưng mà coi bộ là con này nó hơi yếu. Con này nó hơi yếu. Ồ, hình như là trong tựa game này nó đã fix lại số máu đúng không? Mình nhớ hồi trước là con này tới 7.000 máu luôn mà. Sao bây giờ nó còn có 350 máu vậy? Equip này ra coi. Rà 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 rà. Lại đây. Ừ. Chói chói. Chói chói. Rầm rầm rầm. Con này tới 2.000 máu các bạn. Và một lần mình cạp nó chỉ có mất có 100 máu thôi. Kỳ vậy. Những con này hồi sinh cũng khá là nhanh. Khoảng tầm 10-15 giây nó hồi sinh rồi. Và kế bên nó sẽ có những cái tài nguyên. Đây gọi là resources. Và các bạn sẽ thu nhặt những tài nguyên đó. Như vậy những con rồng của chúng ta bây giờ đã có thêm level rồi. Khi mà lên level càng cao thì máu sẽ càng trâu. Máu mình lên 997 nè, cấp 6 nha. Cái này không để ý luôn á, mới phát hiện ra là chúng ta đã có cấp độ rồi. Rồi, mình vừa lượm được trong vùng đất tuyết này, mình có snow nè, mình có leaf nè, có lá các kiểu, có wood nè, có gỗ nè, có bê tô hay cánh hoa anh đào, có hạt giống của trái táo các kiểu. Con này á, những con không có cánh thì các bạn chỉ chạy được thôi. Nè, con boss đó các bạn, đúng rồi, chính xác luôn. Đây là boss mob và nó sẽ có số máu là 30.000 máu. Và bên cạnh nó sẽ có những con gọi là những con quái hậu cận của nó. Không biết là giết xong nó được gì không ta. Ôi trời. What? Holy moly. Tính ra trong tựa game này á, họ build những con rồng, họ tạo hình những con rồng cực kỳ đẹp ha. To ghê. Thì con rồng này theo mình thấy là sát thương nó gây ra cho cái con quái, cho con boss này 300 máu. Một nhát cào nó là 300 máu. Một vết cắn của con rồng này nè. Không biết là con rồng này tên gì và nó là hệ gì, nhưng mà nó cực kỳ khổng lồ và sát thương cực kỳ cao ha. Ê ê ê. Hello, hello. Mình không được gì luôn. Ê, cứu tôi. Help me please. Rồi thì vừa rồi trong video này mình đã quay trở lại để review cho bạn những cập nhật sau vài tháng thay đổi của tựa game Dragon Adventure. Các bạn có thấy tựa game này thú vị không? Thì nếu bạn nào yêu thích tựa game này, hãy để lại một like. Và nếu bạn là người mới thì hãy đăng ký channel của mình. Nhấn vào chuông nữa. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.